Three, two, one, go. Đếp một. Nhầm. Đứng đây. Đứng ở đây. Không được cho gió chạm vào người. Khi đứng, khi đi xuống. Số phải 1, 3 hoặc 7. được đi tiếp. Lấy ván trượt. Ván trượt. Ở đây. Né chướng ngại vật. Để đi chơi đi. Chưa biết cách chơi rồi đúng không? Cái cây quả bóng. Cần phải dẫm lên quả bóng này. Nhảy vào quả bóng rồi đi ra. Ok. Thầy về 2, 4 hoặc 6. Nhẹ hơn hoặc nặng hơn tùy thích. Nhẹ hơn. Thế thì dẫm vào một chân này. Ok. Nhưng mà một chân thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Như này. Thôi. Không, cần phải dẫm vào một chân kiểu như này cơ. Hả? Rồi sao? Ấn mạnh hơn một tí. Yeah. 2. Rồi được đi tiếp. Cái chả vào đây này. Chả vào đây cũng tính nha. Cần phải cẩn thận. Đoạn này cần phải tránh gió. Rồi bây giờ thì nhảy lên giường thôi. Bây giờ thì đi qua khe nhỏ. Và thế là bạn đã thắng vàng.